Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa 15, đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã Khoe Non, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim, Ta Mung, Ta Gia thuộc huyện Than Uyên. 1. Bà Giang Báo Mỹ, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1963, dân tộc Mông, quê quán xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Nơi ở hiện nay, số nhà 009, phố Phạm Ngũ Lão, tổ dân phố số 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học An ninh, chuyên ngành trinh sát. Lý luận chính trị, cao cấp, nghề nghiệp, chức vụ. Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu. Ngày vào Đảng, 20 tháng 11 năm 1998,

Sinh ngày mùng 7 tháng 8 năm 1975. Dân tộc Thái, quê quán thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nơi ở hiện nay: số nhà 20, đường 30 tháng 4, tổ dân phố số 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học sư phạm, ngành Lý toán. Lý luận chính trị cao cấp. Nghề nghiệp chức vụ: Cán bộ, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu. Ngày vào Đảng 14 tháng 9 năm 2003. 3. Bà Lương Kim Nguyệt, sinh ngày mùng 7 tháng 4 năm 1982, dân tộc Thái, quê quán thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố số 1, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học, chuyên ngành kế toán, lý luận chính trị cao cấp, nghề nghiệp chức vụ, công chức, phó trưởng ban tổ chức kiểm tra, liên đoàn lao động tỉnh Lai Châu. Ngay vào đảng, 23 tháng 11 năm 2012. 4. Ông Lương Văn Quý, sinh ngày mùng 5 tháng 7 năm 1975. Dân tộc Thái, quê quán xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Nơi ở hiện nay: số nhà 016 đường Bế Văn Đàn, khu 10 thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Chuyên môn nghiệp vụ: đại học, chuyên ngành trồng trọt. Lý luận chính trị: trung cấp. Nghề nghiệp, chức vụ: cán bộ. Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ngày vào đảng 29 tháng 1 năm 2008. Năm, ông Lò Hải Ươi, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1973, dân tộc Thái, quê quán xã Mường Mít, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Nơi ở hiện nay, khu 6 thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Chuyên môn nghiệp vụ, đại học, chuyên ngành tâm lý học, lý luận chính trị, cao cấp, nghề nghiệp, chức vụ, cán bộ, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ngay vào đảng, mùng 3 tháng 5 năm 2002, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Than Uyên, nhiệm ký 2016-2021.